Trong tập này thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào địa cung của Càn Lăng, thấy tận mắt lăng mộ của Võ Tắc Thiên, sau đó sẽ đến Hoa Sơn được mệnh danh là sống lưng rồng long mạch của thành Trường An, rồi sẽ đến Trương Dịch nơi có công viên đá nhiều màu sắc độc đáo. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trên con đường tơ lụa bắt đầu từ thành phố di sản Tây An. Do là có tới 13 triều đại từng đóng đô tại Trường An, nên người ta nói ở đây mà cứ đào xuống đất là sẽ thấy được đồ cổ và châu báu. Có thể nói một trong những cái nơi nổi tiếng đó chính là Càn Lăng. Và như ta thấy đây chính là đại tượng của Thiên Hoàng Đường Cao Tông cùng với Thiên Hậu Võ Tắc Thiên. Bức tượng này thì nằm trên đường đi vào lăng ở huyện Càn, cách thành phố Tây An là khoảng 80 cây số. Vào năm niên hiệu Thần Long Nguyên Niên đời vua Đường Trung Tông, tức là năm 705, thì Võ Tắc Thiên đã mất ở tuổi 82 một cách cô quạnh và buồn tẻ tại điện Tiên Cư trong Thượng Dương Cung. Vào lúc lâm chung thì bà đã có một cái di chúc, đó chính là xóa bỏ chữ đế, dùng trở lại danh xưng là Võ Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Hậu, và muốn được an nghỉ chung vào Càn Lăng, tức là lăng mộ của Đường Cao Tông Hoàng đế. Hoàng đế Đường Cao Tông đã băng hà trước Võ Đế là 23 năm, được an táng trong địa cung của núi Lương Sơn. Đây là Càn Lăng, một trong những cái mộ lăng của đế vương rất là hoành tráng và khổng lồ. Trong 18 vị hoàng đế nhà Đường thì 14 trong số đó đã dùng những cái ngọn núi tự nhiên để mà làm gò đất cho phần mộ của chính mình. Vào niên hiệu Thần Long thứ hai, tức là năm 706, thì linh cữu của Võ Tắc Thiên được Đường Trung Tông Lý Hiển hộ tống đưa từ Lạc Dương về Trường An để mà hợp táng vào trong Càn Lăng. Và đây chính là lăng mộ đế hậu bí ẩn và nổi tiếng hơn 1.000 năm qua. Điều đặc biệt chính là lăng mộ hợp táng đế hậu này vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề được khai quật hay là cấp mộ bởi vị thế vững chắc cũng như là công trình địa lăng quy mô hết sức phức tạp. Vậy thì dưới địa cung hợp táng này chứa những cái châu báu quý giá và quan tài của hai vị quyền lực này trông thế nào? Và nếu như có thể đi vào địa lăng thì chắc chắn ai cũng sẽ phải hoảng hồn. Đây là một cái bia đá để chữ là Càn Lăng. Và đây là một cái bia đá khác có ghi là Đường Cao Tông Càn Lăng. Đường Cao Tông Lý Trị là phu quân của Hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Dù là bị che khuất bởi mây, gió, sương, nhưng mà có thể thấy là một cái ngọn núi rất là cao. Tương truyền rằng đây không phải là một cái ngọn núi nữa, mà là một cái lăng mộ rất là lớn, sau đó được lấp đất trồng cây lên để ngụy tạo như là một cái ngọn núi. Theo Tăng Đường Thư, khi lên ngôi, Đường Cao Tông đã phái công thần là Trưởng Tôn Vô Kỵ và thái sử lệnh là Lý Thuần Phong đi tìm vị trí để đặt lăng mộ cho mình. Hai vị công thần này thấy đỉnh núi Lương Sơn đều rất là vừa ý, mọc thẳng lên trời, bao quanh thì đầy đủ phong thủy bảo địa, núi sông đầy đủ. Nơi này cũng rất là gần với Cửu Tông Sơn, là nơi an nghỉ của Đường Thái Tông. Tuy nhiên thì trong triều có một vị đạo sĩ có tên là Viên Thiên Cang. Ông này cho rằng Lương Sơn có địa thế rất là giống với bộ ngực của một người phụ nữ đang nằm. Người dân địa phương thì gọi đây chính là núi Nải Đầu Sơn, nghĩa là núi nhũ hoa. Nhìn xa thì giống như một người phụ nữ đang nằm vậy. Còn nhìn từ trên xuống thì là phần đuôi của chim phượng hoàng, chắc chắn âm khí sẽ rất nặng. Đặt một phần của những người đàn ông họ Lý ở đây giống như là bị người phụ nữ đè đầu cởi cổ vậy, vương triều dễ bị thảm bại. Sau nhiều cuộc tranh cãi thì Càn Lăng vẫn được khởi công và tiêu tốn biết bao nhiêu là sức người và sức của mới hoàn thiện nó trong vòng 20 năm. Và cái tên Càn Lăng được chọn để mà có thể cân bằng lại âm dương, bởi theo kinh dịch thì chữ Càn mang tính dương sẽ giúp cho âm suy dương thịnh. Và bên cạnh cái mộ chính còn có 17 cái mộ bồi táng khác nữa. Ở đây thì mua vé thì mọi người sẽ được tham quan tới 5 điểm được nha. Một cái mộ chính của Đường Cao Tông, Võ Tắc Thiên, cũng như là 3-4 cái lăng mộ của hoàng tử công chúa và một cái viện bảo tàng. Đây là hầm mộ của Trương Hoài Thái Tử, tức là Lý Hiền, là con trai thứ hai của Võ Tắc Thiên cùng với Đường Cao Tông. Nhưng mà tự nghĩa mình là con trai của sư tỷ Võ Hậu là Hàn Quốc phu nhân, nên ngày càng xa lánh, không ăn cơm chung với bà và thậm chí cũng ít khi về Lạc Dương để thăm Võ Hậu, rồi còn đắc tội với Võ Đế nữa. Cuối cùng thì hoàng tử bị kết tội mưu phản, giam ở Thiên Lao và bị người dưới trướng của Võ Hậu là mẫu thân ruột của mình ép tự sát vào năm 29 tuổi. Vào năm Thần Long Nguyên Niên, tức là 705, Đường Trung Tông phục vị mới truy tặng cho Lý Hiền chức tư đồ, rồi sau đó rước linh cữu của Lý Hiền về an táng tại Càn Lăng ở đây. Và đây chính là lăng mộ của công chúa, là con gái của Đường Trung Tông, tức là cháu của
đường cao tông Lý Trị cũng như là Võ Tắc Thiên. Cái chết của công chúa này vẫn là một cái bí ẩn. Đây chính là nơi an nghỉ của công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ. Nàng là con gái thứ bảy của đường Trung Tông Lý Hiển, đồng thời là cháu nội của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Theo Tân Đường Thư, công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ được mô tả là có nét đẹp, khiến cho hoa đào, hoa lê cũng phải ngượng ngùng vì kém sắc. Nàng được coi là một trong những cái mỹ nhân đẹp nhất vào thời nhà Đường. Vĩnh Thái công chúa mất khi mới có 17 tuổi thôi. Mỹ nhân chết thảm khi mà tham gia vào cái cuộc gièm pha về nam sủng của Võ Tắc Thiên. Nữ hoàng đế mặc dù rất là tức giận nhưng mà không trực tiếp xử tử ba người cháu. Thay vào đó thì bà giao cho thái tử Lý Hiển, tức là cha của công chúa, xử lý. Kết quả là công chúa Vĩnh Thái cùng chồng và anh trai của mình buộc phải tự sát. Mấy năm sau, khi Lý Hiển Đường Trung Tông làm hoàng đế, thấy có tội lỗi với con gái nên đã truy phong nàng là công chúa Vĩnh Thái và còn cải táng vào một cái mộ lăng bề thế như thế này. Tuy nhiên thì khi khai quật lăng mộ này thì người ta đã phát hiện ra nguyên nhân cái chết của công chúa Vĩnh Thái. Một ngôi mộ rất là sâu nằm ở dưới địa cung, và hãy để ý cái cách mà xây dựng hầm mộ này của nhà Đường thì chút nữa chúng ta sẽ dễ dàng hình dung được cái đường đi vào địa cung của Càn Lăng Võ Đế. Và vào năm 1960, khi mà các nhà khảo cổ khai quật cái ngôi mộ này đã phải hết hồn khi mà phát hiện ra một hài cốt một người đàn ông bên cạnh quan tài của công chúa. Người đàn ông này chết trong tư thế ngồi, đã thối rữa mục nát, bên cạnh còn có một chiếc rìu sắt cũng bị gỉ xét từ lâu. Và dựa theo các dấu vết xâm phạm trong lăng mộ thì các chuyên gia xác định người đàn ông kỳ lạ này thực chất là một tên trộm và bị chính đồng bọn của mình sát hại chỉ vì tranh giành châu báu. Ở đây thì mọi người thấy là những cái bức bích họa vẽ những cái cô gái thời nhà Đường vẫn còn rất là rõ ở trên tường. Bây giờ thì vô trong này thì chúng ta sẽ tới với hầm mộ chính, đó chính là nơi chứa quan tài của công chúa Vĩnh Thái. Đây là cô công chúa duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa mà nơi an táng được gọi là lăng thay vì là mộ như là các hoàng tử công chúa khác. Trên mộ phần của nàng công chúa 17 tuổi bạc mệnh này có khắc một cái dòng chữ, đó là châu thai hủy nguyệt, nghĩa là bào thai phá hủy cơ thể của người mẹ. Và sau khi kiểm tra hài cốt thì các chuyên gia thấy quả thực khung xương chậu của công chúa Vĩnh Thái hẹp hơn so với phụ nữ bình thường. Nàng đã qua đời vì sinh khó. Khi đang mang thai rất là đau đớn, cộng thêm cái chết của chồng và anh trai, nên thần trí đã bị ảnh hưởng, cuối cùng một xác mà hai mạng. Còn đằng sau đó còn một cái thế lực nào khác từ võ hậu bức ép nàng không thì cũng chưa rõ, vẫn còn đang tranh cãi. Bởi vì mới nói thì lúc sống thì kham khổ, còn lúc mất đi thì được mồ yên mã đẹp, không biết còn nghĩa lý gì không. Và Càn Lăng chính là quần thể lăng mộ của gia tộc họ Lý với triều nhà Đường. Xung quanh đây còn có các công chúa và hoàng tử. Và Càn Lăng này thì cách khoảng 80 cây số về thành Trường An. Và cách Càn Lăng khoảng 40 cây số còn có một cái lăng mộ của một cái vị vua rất là nổi tiếng khác dưới triều nhà Đường, đó chính là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Đường vào lăng mộ rất là dài, một cái trục thần đạo thẳng đứng đi vào núi Lương Sơn. Đi đây mới thấy là lăng mộ này cũng rộng hết á. Lăng mộ của võ hậu cũng giống như lăng mộ của Tần Tiên Hoàng, tức là chưa được khai quật. Cũng là những cái kim tự tháp rất là lớn, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chứa đầy những cái bí ẩn. Ôi, mây kéo tới rồi, đang thò lùi. Mây kéo tới sương rồi, sương mù kính luôn chị ơi. Đây một cái hình tượng của một con ngựa đã bị đứt đầu. Hai bên còn có tượng 24, 24, 6, 7, 8. Hai bên còn có 16 tượng của quan văn và quan võ đứng chầu trực dưới Càn Lăng. Tại sao lại có nhiều lăng mộ nhưng mà Càn Lăng lại cực kỳ nổi tiếng như vậy? Thứ nhất thì đây là lăng mộ hợp táng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa và cả thế giới, nơi mà hai vị hoàng đế của hai quốc hiệu nằm chung với nhau. Thứ nhất đó chính là Lý Trị là hoàng đế Đại Đường, và thứ hai là Võ Tắc Thiên là hoàng đế của triều đại Võ Chu. Và Càn Lăng là lăng mộ của một cái nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa. Trong 18 tòa lăng mộ của triều Đường ở đất Quan Trung này thì Càn Lăng là nơi duy nhất chưa từng bị kẻ trộm nào đột nhập vì quá kiên cố.
một bia đá vô đề, tức là để người đời sau tự đánh giá những cái công trạng của bà. Bà Tất Hiên đã đặt trước cái phần mộ của mình một cái bia đá rất là lớn như thế này, nhưng mà không hề khắc một cái dòng chữ nào trên đó cả. Có hai lời tuyên truyền, đó chính là bởi vì công danh của bà cũng như là sự nghiệp của bà không đủ để mà khắc lên, bởi vậy mà thà để trống còn hơn. Thứ hai đó là do công tội của bà cũng rất là lớn, nên để cho người đời sau tự đánh giá, chứ bà không hề muốn viết lên cái dòng chữ nào lên bia đá này cả. Như là tập trước mình kể thì có thể nói Võ Tắc Thiên, Võ Hậu, một cái nữ hoàng đế vừa có tài mà cũng lắm tật, khi mà có thể lập ra một cái triều đại Võ Chu của chính mình. Một người đàn bà quyền lực, ham mê vương quyền, hét ra lửa, ghét là trảm, hung tàn như Võ Hậu, nhưng mà sâu bên trong cũng lắm tâm tư. Bà hai xuất hành từ Lạc Dương xa xôi đến tận Càn Lăng và Chiêu Lăng để mà viếng mộ của người chồng cha và người chồng con. Còn nữ đế mà thực lòng yêu ai thì có trời mà biết. Rồi sau bao nhiêu tranh đấu độc quyền, rồi họ cũng nằm chung huyệt mộ mà thôi. Đó, tương truyền rằng dưới thời của Đường Cao Tông Lý Trị là Già Đường, cũng như là thời Võ Chu, dưới thời của Võ Tắc Thiên thì rất là thịnh thế, bởi vậy mà rất là giàu có, đời sống an cư lập nghiệp, nên có thể nói là một nửa châu báu của nhà Đường cũng đã được chôn cất vào đây chung với Võ Tắc Thiên. Ở đây thì rất là bí ẩn, chưa hề được khai phá. Trước khi băng thệ thì Võ Tắc Thiên đã muốn để lại một cái di chiếu, đó chính là được an táng chung với phu quân của mình, đó chính là Đường Cao Tông Lý Trị. Đây mọi người thấy là những cái tượng ở đây đã bị đứt đầu, đứt nửa người luôn, là những người rất là có công với triều của Võ Tắc Thiên. Rất là nhiều quân tướng, quan tướng như thế này. Và lý do tại sao tất cả những cái quân tướng ở đây đều bị đứt đầu như thế này cả, không ai còn được nguyên vẹn. Đây là 64 bức tượng, bây giờ chỉ còn 61 thôi. Là những cái vị chính khách, đây là ngoại quốc nha, dưới triều của Võ Tắc Thiên cũng như là Cao Tông Hoàng Đế, thì có thể nói là nhà Đường rất là thịnh thế. Bởi vậy mà rất là nhiều những cái quốc gia gửi cái sứ giả của mình tới đây để mà phục vụ dưới triều của Đường Cao Tông Hoàng Đế cũng như là Võ Tắc Thiên. Mọi người xem đây là cái con đường mà dẫn lên núi Lương Sơn. Tự nhiên cái chính phủ làm cái đường tới đây, lên núi ha, nửa chừng núi cái bỏ không này nè. Ta đường đất rất là bình thường, tại sao lên tới đây lại cấm người ta đi lên? Cấm lên mà còn là không có làm đường bằng phẳng cho du khách đi nữa, mà được có phần nửa vậy đó. Mà ở trên mạng là có chia sẻ một cái hành trình, là lên đó sẽ thấy được một cái đường đi xuống huyệt mộ, là cái ngày xưa mấy cái người mà đi chợp mộ á, họ có đào một cái đường nổ bom để đi xuống huyệt mộ của Võ Tắc Thiên. Nói chung là bây giờ vẫn còn là một bí ẩn, chưa biết đi đâu. Đúng rồi, đúng đường không? Đó, 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 đó. Đúng không? Nhìn đó, coi đúng đó, không? Cục đá kìa. Thấy không? Hảo lên. Đúng rồi đó. Nè bò nè, đi tìm mộ của Võ Tắc Thiên nè. Bà con với Võ thì trời ơi, sao mà núi này núi tên gì quên rồi chị? Hai hoàng đế, lại có hoàng đi, sớm mà hoàng đi. Hoàng đế Võ Tắc Thiên với Đường Cao Tông. Mụ đạo trai nã mụ tạo. Ấy da, trời trời mưa. Nè, rất là nhiều người lên cũng quay trở lại thôi. Đường trên đây rất là trơn trượt, đi té thứ mùa nội thôi, đi xuống. Vào năm 1958, một nhóm người đã dùng thuốc nổ để tìm đường xuống địa cung kiếm châu báu. Sau làn khói từ từ tan biến, xuất hiện một cái con đường bí mật dẫn vào mộ đạo của Càn Lăng.
dân làng lập tức báo cáo lên chính quyền, quân đội và các chuyên gia di sản cũng lập tức được điều động tới. Các chuyên gia ước chừng thì đường vào địa cung dài 65m, bề ngang chừng 4m và bề sâu ít nhất cũng 30m đi sâu vào bên trong lòng núi. Các chuyên gia còn nhận thấy lối đi vào địa cung được lấp đầy bởi những cái đá xanh khổng lồ, còn dùng chốt khóa để mà cố định lại. Và những cái khe hở đều được dùng sắt nấu chải trám vào nên rất là chắc, khiến cho càng lăng vô phương đột nhập. Dù đã trải qua 17 lần cướp mộ nhưng mà ai cũng đi về tay không. Cuối đời nhà Đường, lãnh tụ nông dân Hoàng Sào đứng lên khởi nghĩa thành thới lẫy lừng chia đôi Sơn Hà. Ông cho 4.000 binh đến phía tây của Lương Sơn đào thẳng xuống Càn Lăng. Kết quả là để lại hố sâu 40m mà chẳng gặp được gì. Đến đầu đời Dân Quốc, tướng Quốc Dân Đảng là Tôn Liên Trọng muốn bắt chước Tôn Điện Anh đã từng trộm mộ của Càn Long và Từ Hy, sử dụng một binh đoàn đóng quân trên đỉnh Lương Sơn, dùng thuốc nổ nhưng rút cuộc chỉ là một kim đá biển. Mọi người thấy ở đây thì người ta vẽ lại cái mặt đạo đi sâu vào bên trong địa cung của Càn Lăng. Nhưng mà bây giờ thì chính phủ đã dùng đất che lấp lại rồi, người ta có đi tìm cũng không thấy đâu. Đây, đây chính là một cái mô hình tái hiện lại cho chúng ta có thể tưởng tượng rằng dưới địa cung của lăng mộ của Võ Tắc Thiên trông như thế nào nha. Mời mọi người vào trong. Hôm nay thì chúng ta sẽ đột nhập vô lăng mộ Càn Lăng để mà xem có châu báu gì trong này không nha. Đây là một cái căn phòng giả lập cho chúng ta có thể hình dung được ở dưới địa cung của Càn Lăng. Lối đi vào Càn Lăng thì sẽ có hai bên những căn phòng như thế này chứa những cái bức tượng, và đây là người ta đang chơi mã cầu. Còn bên này cũng có những cái căn phòng khác nữa. Trong hầm mộ chắc chắn có một cái số lượng những cái bức tượng mà bồi tán theo rất là khổng lồ, giống như những cái binh lính đất nung của lăng mộ Tần Thủy Hoàng vậy. Trong Càn Lăng chắc chắn sẽ có những cái gian phòng như thế này, giống như là trong hoàng cung của Võ Hậu, và tái hiện lại cái cảnh sinh hoạt ở trong cung. Có rất là nhiều những cái bức bích họa được vẽ trên tường. Đi sâu vào thêm một xíu thì chúng ta sẽ tới một cái gian phòng thờ Phật. Nếu như mà địa cung thật mà được mở ra thì chắc chắn sẽ làm cả thế giới phải sửng sốt vì số lượng châu báu cũng như là đồ tùy tán theo. Và kích thước lăng mộ cũng rất là bề thế, rất là rộng, có thể là lớn hơn rất nhiều so với những cái địa lăng của kim tự tháp Ai Cập. Và ở cuối con đường của mộ đạo đó chính là gian phòng chính, nơi chứa hai cái quan tài của hai vị hoàng đế nổi tiếng. Sau hơn 1.300 năm, không ai biết được là địa cung thật trong núi Lương Sơn chứa những gì, thi hài của hai bậc đế vương lừng danh có được bảo toàn tốt hay không, và số lượng mà 800 tấn châu báu của cải tùy tán theo có giá trị lịch sử hết sức khủng khiếp. Có thể là Càn Lăng không có những cái cạm bẫy chết người như là lăng Tần Thủy Hoàng, nhưng mà để tìm được cái địa lăng chính thì có thể là cả một cái thử thách rất lớn cho cả ngàn năm sau. Có thể nói thì lăng mộ của Võ Hậu rất là rộng lớn, được tùy tán theo rất là nhiều châu báu ngọc ngà. Có thể thấy thì Thiên Hoàng và Thiên Hậu đã cùng nhau an nghỉ trong một cái huyệt mộ vô cùng bí ẩn.
Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân ngày xưa chọn các vị trí đặt lăng mộ cũng như là kinh đô, tất cả đều đi theo hướng Long Mạch. Ở Đại Lục thì có 3 Long Mạch chính bắt nguồn từ núi Côn Lôn, được xem là tổ tiên của Vạn Long, Bắc Càn Long, Trung Càn Long và Nam Càn Long. Trong đó thì Trung Càn Long là trung tâm được chọn để mà đặt rất là nhiều những kinh đô như là Tây An, Lạc Dương, Bắc Kinh ngày nay. Càn Lăng cũng được đặt dọc theo cái Long Mạch này. Lúc còn sống là thiên tử mà khi mất đi cũng sẽ cưỡi long về trời. Trung Càn Long bắt đầu từ núi A Ni Mã Khanh, đi qua khu vực giữa sông Hoàng Hà Trường Giang, chạy qua các tỉnh là Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc và Bắc Kinh. Trung Càn Long là cái long mạch ở giữa cũng chạy qua dãy núi Tần Lĩnh. Ở đó có một cái ngọn núi y chang như là một cái con rồng đang nằm dậy. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi xem thử nha. Đi. Ôi, hòa mảnh to lờ. Cho thấy cảnh quanh núi Hoa Sơn đây, đây chính là nhà ga Hoa Sơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một trong những ngọn núi rất là nổi tiếng ở Thiểm Tây, đó chính là núi Hoa Sơn. Cách chỉ có một tuyến tàu, một tuyến và một tuyến đi tàu từ Tây An thôi. Đây là cái nhà ga xe lửa và tuyến tàu xe lửa mà tuyến tàu nhanh để làm riêng cho những ai mà muốn đi Hoa Sơn. Chỉ có một tiếng thôi, giá vé chỉ có 100.000 là tới Hoa Sơn Luận Kiếm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên núi để tỉ thí cùng với các băng đảng, với các những cái môn phái võ lâm nha. Lịch trình của mình là sẽ ở Hoa Sơn 2 đêm, chiều tới đây rồi sau đó vô khách sạn ngủ, rồi sáng mai thức sớm để lên núi. Rồi là xuống núi thì phải ở thêm khách sạn một đêm nữa rồi mới di chuyển qua điểm tiếp theo. Trời ơi, có cái nhà ga nè, quá trời đẹp rồi. Trong một cái vách núi, chị Trang nhìn lại coi cái nhà ga quá đẹp rồi kìa. Thôi vừa tới nhà ga thấy nhiều người bán những cái găng tay đeo bao tay này nè, tưởng nó là lạnh lắm. Nhưng mà đây là những bao tay để lên núi Hoa Sơn nha. Anh Nguyên Phái Đoàn vừa tới nha. Chào mừng tới Hoa Sơn Luận Kiếm. Một con rồng uống lượng dưới chân núi Hoa Sơn. Quá nhẹ nhàng rồi. Hay ha. Ồ, quá đẹp rồi. Quá điêu luyện rồi, dài quá. Vô thử coi. Dài rồi. Quá trời dài rồi. Loại hình tập thể dục rất là vui, đó là múa rồng. Đã rồi lại chưa? Mà thấy quá trời tập rồi. Ta làm này nha. Mà ta còn làm cho nó khỏi bung ra lại nữa không? Ôi ôi. Tí cần cần hả? Tí cần cần hả? Này lên cổng phía Bắc, này lên cổng phía Tây. Nên xe sẽ chạy theo hướng hai hướng khác nhau. Mọi người lưu ý nha. Ai đi hướng đỉnh phía Bắc thì đi đây, lên đỉnh phía Tây thì đi bên này. Mà thấy người ta xếp hàng bên đỉnh phía Bắc nhiều hơn, tức là đỉnh phía Bắc đẹp hơn. Ui trời. Vô thôi. Trung Càn Long là trung mạch thì dãy Càn Lĩnh chính là chính giữa của Trung Càn Long. Về mặt phong thủy của Tần Lĩnh thì nơi đây chính là hòa hợp khí hậu giữa Nam Bắc, cái nôi của dòng dõi tổ tiên và là tổ mạch của văn minh Hoa Hạ. Không có ai được phép xây dựng các công trình dân dụng ở trên núi này vì nó sẽ làm trấn áp Long Mạch. Triều đại nào mà làm hư hại Long Mạch thì sẽ gặp những cái vận rủi tới, như là nhà Tần đã cho xây cung A Phòng, nhà Tần liền diệt vong. Còn hoàng đế Huyền Tông của nhà Đường cho xây Hoa Thanh Trì thì liền có loạn an xử. Bởi vậy mà đường ray cao tốc hiện đại cũng không dám xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh này. Nhiều đời vua chúa trong lịch sử, thậm chí là quan chức thời hiện đại cũng phải tới đây để mà cầu bái Long Mạch, để mà giữ vững cho long vị của mình và cầu cho quốc gia hưng vượng. Quốc khánh của Trung Quốc nè. Đó, dã man chưa. Một cái đội quân toàn là những cao thủ võ lâm chuẩn bị lên tỉ thí ở Hoa Sơn. Quá trời khủng khiếp, đông người thì ghê luôn. Toàn là thấy người cũng không thấy cảnh đâu chứ. Đúng
được lên trời. Wow, còn cái bánh đá bên đó kìa, trời ơi. Giống thiên cung quá à. Ôi, ôi, nó đẹp kìa. Dạ mà luôn. Ôi, bốn bề biển mây luôn cha nội. Mình đi qua một tầng mây á. Quá đẹp rồi. Ôi mình qua khỏi mây rồi. Lên nó rõ lại nè. Ôi quá đẹp rồi. Giống cái thiên cung quá hen. Ồ cục đẹp quá trời luôn. Mày khỏi đi sang mây. Ồ quá đẹp rồi. Đẹp luôn rồi. Trời ơi cái bát đá khủng khiếp luôn kìa. Trời bất ngờ luôn á. Không có mây làm sao mà bất ngờ được. Ôi, đẹp. Là mình không cần đi sân mây luôn đó. Vậy là mình đang hết mây vậy nè, chỉ có khúc đó là sương mù nó động lên vậy thôi. Thôi kệ. Đây một cao điểm thì giá cáp treo sẽ lên gấp đôi. Bình thường là 45 mà giờ cao điểm là 80. Làm sao lấy về? Đẹp quá hả? Ồ, quá trời đẹp hơn cái thung lũng này á. Lũng dã man luôn. Những điều mọi người có thể trải nghiệm khi mà ở Hoa Sơn. Một đi cáp treo hoặc là đi bộ lên đỉnh Bắc Phong. Rồi đó là lý do tại sao mà đỉnh Bắc lại có nhiều người lên đây tới như vậy. Bởi vì đây là nơi lý tưởng nhất để mà ngắm toàn cảnh của núi Hoa Sơn. Vừa thấy được sông núi Càng Long nữa và rất là nhiều những ngôi đền. Bây giờ thì mây hả, phà từ dưới lên kìa. Trời ơi giống như là tiên cảnh vậy. Quá đã. Và bây giờ đã lên tới đỉnh Bắc Nhạc rồi. Còn 4 đỉnh nữa thôi. Tiếp tục đi nào. Cẩn thận với những cái vách đá thẳng đứng. Rồi đây Hoa Sơn nổi tiếng với những cái con đường mòn cổ như thế này. Và dốc đứng là bao nhiêu độ? 190 độ luôn. Đó trời cái vách đá này. Đứng luôn mà bậc thang rất là nhỏ, rất là hẹp. Đi rất là nguy hiểm. Bởi vì mà người ta nói tại sao Hoa Sơn lại có nhiều người một bậc thang lên trời như vậy. Trời ơi, đây người ta xếp hàng để leo lên một cái vách đá 90 độ nè. Rất là nguy hiểm. Bởi vậy mới nói là đi Hoa Sơn đừng mặc váy nha. Và mang theo đồ nặng nề. Mặc váy là người đi sau thấy hết luôn. Thấy nguyên con. Còn hả? Hả? Không mà đi đây đi. Chị muốn leo thì chị đợi đó. Này đúng kiểu là leo núi thiệt chứ không phải là núi trong nhà như mình thấy nhân tạo. Dữ nha. Và bạn phải hết sức cẩn thận với những bậc thang này, nếu không thì sẽ. Đó mình làm gì đây? Hoa Sơn gắn liền với những cái cuộc tỷ thí võ lâm trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp của Kim Dung. Ai mà thích coi phim thì chắc là không còn xa lạ với những cái cảnh này. Và tới Hoa Sơn thì nhất định mọi người phải chụp hình với tảng đá có dòng chữ là Hoa Sơn Luận Kiếm do chính cố nhà văn Kim Dung chấp bút.
Mọi người cũng có thể thử thuê đồ cổ trang kiếm khách như thế này để mà chụp hình, rất là hợp phong cảnh. Một bộ như vậy chỉ có 100 tệ thôi, tức là khoảng 350.000, là bao gồm một tấm ảnh luôn. Rồi, do chính nhà văn Kim Dung chấp bút Hoa Sơn Luận Kiếm, và hậu cảnh đó chính là đằng sau là hậu cảnh của Hoa Sơn. Ồ, ai tới đây cũng phải cầm kiếm để mà chụp hình với núi Hoa Sơn hết á. Rồi, đẹp quá trời đẹp luôn á, sao chịu được. Ở đây có thuê đồ cổ trang nữa nha, có cho thuê kiếm nữa nè. À, giống như là giang hồ bây giờ vậy đó. Cho cái gì? À, ngại nhau nữa mà nó lộn. Ngày xưa chúng ta gọi là tự phí võ lâm. Ủa, quá dữ dằn kiếm hiệp gia này rồi. Nữ kiếm khách. Đấu nhau, sang. Giống như video quảng cáo Hoa Sơn nè. Lên đây luận kiếm quá trời luôn. Trên này mà thôi bộ cổ trang rồi cầm theo cái kiếm nữa đây là rất hợp nha. Đó, đẹp quá à. Những thiếu nữ nữa nè. Diễn kiếm khách, giang hồ. Ồ, đây là điểm du lịch 5A luôn nha. Hoa Sơn nhìn từ trên xuống giống như là một cái bông hoa vậy đó. Hay nhìn giống cái răng á, cái răng hôn. Thật là hùng vĩ. Một cái ngọn núi mà hoàn toàn là đá hoa cương như vậy. Chưa thấy cái ngọn núi nào mà độc đáo như là Hoa Sơn luôn. Thử ghé Hoa Sơn vào mùa tuyết. Đa phần thì ai cũng đi vào mùa hè giờ cao điểm, nhưng mà ai cũng né vào mùa đông, lạnh cống cộng thêm những cái con đường nắc thang thẳng đứng như vậy mà bị đóng băng nữa thì càng thêm rùng rợn. Nhưng mà mùa đông lại có cái đẹp của tuyết và băng giá, một cái nét rất là đặc biệt, thay một cái bộ y phục mới trắng buốt cho cả Hoa Sơn. Trải nghiệm cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Đây một cái hàng dài để đợi đi lên vách gỗ ở một trong những con đường nguy hiểm nhất trên thế giới ở tại Hoa Sơn. Mình vừa tới Nam Thiên Môn. Thôi, quá trời xếp hàng chỗ này. Đó, đi vô cái vách gỗ nè, có đồ bảo hộ đùm lum. Đây mọi người biết gì không? Một cái con đường rất là nổi tiếng ở Hoa Sơn, đó là vách đá, là gì, vách gỗ treo leo trên vách núi. Đợi rất là lâu, đợi mấy tiếng đồng hồ mới đi được. Đến thiên đến. Đây, ở Nam Thiên Môn, đỉnh Nam nha. Đúng rồi. Trời ơi, cái vách đá, cái vách gỗ vậy mà đi được. Ngày xưa mấy người tu tiên là đi trên vách gỗ vậy không, để đi từ đỉnh này qua đỉnh kia. Chứ không phải như mình giờ có mấy bậc thang đâu. Bây giờ còn có người đục vô đá cho mình đi. Thiên thiệt trời. Ừ, tệ số rồi kìa. Trời ơi. Biển mây trời luôn. Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn. Ôi. Đi trên cái vách gỗ nhìn kìa, ứa gan luôn á. Kìa, trời ơi, bay dữ kìa. Trời ơi, mấy ở đây mấy chim tự do tự tại nè. Mày quả. Mai đẹp quá. Ôi, biển mây trời luôn. Mây đựng bầy chim ba. Thằng ghê lắm. Đây người ta coi tập trung rất là đông để mà coi những người đi trên vách gỗ. Phải đi sớm lắm mới đi được bởi vì xếp hàng rất là dài. Đến Hoa Sơn để ngắm mây. Ôi, ôi nó đẹp kìa. Ôi, ôi biển mây luôn cha nội. Quá đẹp rồi. Ôi, giống như thiên cung quá hen. Ôi, có cục đẹp quá trời luôn. Ôi, giống như đấng thiên đình vậy. Thì ở dài đặc luôn. Ôi, cái cây này độc đáo nè. Cái đó hơn 350 giờ. 365 năm. Ôi, cây này 365 năm hả? Hoa Sơn thì mùa nào cũng ngộ hết á, nhưng mà mình lại thích mùa mưa hơn, khi mà hơi nước ở trong không khí rất là cao, làm ngưng tụ mây tạo cảm giác như là lạc chốn tiên cảnh vậy. Nhớ mang theo máy quay trên không cho những thước phim để đời nha. Hoa Sơn nằm trong danh sách ngũ nhạc danh sơn của Trung Quốc, gồm 5 ngọn núi nổi tiếng nhất và thần linh nhất, vì nơi này là nơi tu tiên của nhiều bậc cao nhân, cũng như là Lão Tử cũng từng cư ngụ tại đây.
viếng thăm những cái ngôi đền đạo giáo. Hoa Sơn chính là thánh địa của toàn chân giáo, một phái lớn và quan trọng nhất của đạo giáo. Đồng thời thì nơi đây cũng là chốn quy tụ của những người có tín ngưỡng trên khắp Trung Hoa. Còn bây giờ ở Hoa Sơn thì có khoảng hơn 20 đạo quán và 70 động để mà tu. Tính chung như này đa số là những cái ngôi đền đạo giáo. Và đây chính là một cái ngôi đền thờ Long Vương. Thờ Long Vương, bởi vì sau lưng đó chính là sông núi Càn Long. Kim Thiên Đỉnh. Đây là Kim Thiên Đỉnh. Wow. Kim Thiên Đỉnh là cái ngôi đền có thể nói là tráng lệ nhất ở trên đỉnh Hoa Sơn. Nơi đây ngày xưa thì các nhà vua tới đây để tới trời, tới thần. Không phải Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ghê lạnh. Vài của hả? Hồ Chí Minh chị. Hồ Chí Minh. Đây. Này những cái này tu tiên cái này nè. Cho phải. Này là theo đạo giáo vậy Trang? Theo đạo giáo không đó? Cái này tu tiên nè, tóc dài thòn luôn nè. Bà hỏi có tiền về không cho ổng vài tờ kỷ niệm. Đó, giờ nảnh mới đi đó. Nghe hả? Giờ nảnh mới đi. Chị cho tiền nó quay đi. Có tiền nó quay lẻ không? Em còn chưa thấy tiền nó quay nữa. Tiền gì ạ? Trời ơi, lì xì á, lên đây lì xì tay. Ủa tiền Na Uy không kìa. Na Uy. Trời ơi. Mấy ngày này tu tiên chứ không biết tiền á. Này là tiền nước ngoài, nhìn tiền Việt Nam nè. Lì xì vậy. Kìa tặng nhang luôn kìa. Tặng nhang luôn kìa. Nhang rồi lúc này. Thắp đi. Thắp đi. Ồ cái nhang này siêu mỏng luôn. Ông chấm ngược rồi cha ơi. Cãi chấm ngược đầu kìa cha. Trời ơi, giỏi gì hả cha? Bởi tôi nói sao mà nhang mà chơi trong bao nhiêu năm mà vô được ngay. Bởi tôi nói sao cái nhang này nó mỏng quá. Cái nhang này mỏng. Thôi xin tôi nói cái nhang này sao mỏng quá trời, nhà mỏng quá. Cười quá. Thôi lỡ quay giùm cái coi. Thập với mấy người này nè, tu tiên kìa. Xin xăm luôn đi nè, lắc cái xăm đi. Cởi đi, lấy máy dịch. Cởi đi, cúng dường thôi. Cúng dường. Thì hồi kêu anh chuyển dịch giùm. Ngọn núi này đúng là phải nói là kỳ quan đại danh sơn luôn á trời. Nhìn ở đây không muốn rời đi luôn bởi vì cảnh không một vướng bận luôn. Không bị vướng tầm nhìn nữa. Quá trời đẹp rồi. Mây từ dưới nó cứ ào ạt lên, đổ lên. Những cây thông rồi chùa chiền. Chùa bên đó phát nhạc ra nghe rất là thanh tịnh luôn. Ôi Hoa Sơn đảo quá. Sống núi Càn Long, long mạch trung tâm. Chưa bao giờ leo núi mà chen chúc đông đúc thế này. Như cả thế giới đổ lên núi Hoa Sơn hay sao. Bây giờ chúng ta hãy đi di chuyển qua sống núi Càn Long nha. Càn Long lĩnh. Một cái ngọn núi mà giống như một cái con rồng đang nằm ngủ vậy đó. Đây là cái đuôi, còn bên kia là cái đầu. Và đi ngang sống lưng của con rồng nha. Rồng mà cửa quậy thôi là lọt hết. Ôi một ngọn núi đó, trời ơi. Rất là độc đáo. Sao phải đi qua những cái khe gì mà khó khăn dữ vậy trời.
nhích cái đất lên. Ồ, trời ơi, bây giờ nắng lên rồi nè, sáng tao tưởng sương mù. Mình đã đi cấp treo á, thấy sương mù, tưởng đâu là cả cái núi sẽ chìm trong sương mù, không thấy gì, ai về lên đây hả? Rất là trong, trời trong lắm nè. Ôi, hôm nay thời tiết rất là tốt, quá hên nè. Đặc biệt ở đây có những cái cây tùng mà mấy trăm năm tuổi, điểm thêm cho hoa sơn những cái nét rất là thần kỳ. Ôi ơi, đảo quá. Rồi bây giờ sắp tới sóng núi Càng Long Lĩnh rồi. Đây, thấy người ta đi lúc nhúc cho nó luôn kìa, nhoi chứ. Một cái con đường mà giống như là đường một chiều, chỉ có thể đi lên thôi, không thể đi xuống, đủ cho một người đi thôi chứ. Đây là cái đoạn mà có thể nói là hoành tráng, ngoạn mục nhất của núi Hoa Sơn, đó chính là sóng núi Càng Long đây. Trời ơi, dựng đứng luôn 45 độ, đường một chiều nha, đi rồi là không thể cho xuống. Một con đường rất là nhỏ, giống như một cái đang đi trên một cái lưỡi dao vậy đó, sắc nhọn luôn. Wow, trời ơi, xung quanh mây không à, đứng đây rất là tuyệt trần gian luôn. Đứng đây có thể nhìn thấy hết thiên hạ. Wow, ngày xưa thì mọi người thấy những cái bậc thang nè, toàn là đục đẽo thẳng vô trong vách núi luôn. Tương truyền rằng ngày xưa không có những cái vách đá như thế này thì người ta phải bò mới có đi qua được cái sông núi này. Ngày xưa những ai lên đây tu tiên á là phải đi chơi tay không á, đi không có hành lang luôn và không có bậc thang. Là mình đã quay lại Hoa Sơn lần thứ hai rồi. Lần trước đi nắng chói chang, bây giờ thì có mây rất là đẹp. Nhờ có cảnh mây nên giống như tiên cảnh vậy. Ôi, ở dưới mà thung lũng mây nó thổi phà lên luôn. Đảo quá. Trời ơi, cái dốc khổng lồ. Wow. Trời ơi, quá đứng rồi. Đi xíu phải nghỉ. Bởi vì quá trời cao rồi. Cũng đem lẩu tự sôi, cơm nồi cơm tự sôi theo để mà nấu hết trơn, rồi thì đem rác lên, còn kẻ thì gánh rác xuống. Ở đây có người phải gánh rác xuống nha, trên đây rác rất là khủng khiếp, nhưng mà ở đây rất là sạch sẽ, người ta giữ gìn môi trường, rác được thu gom rồi chuyển xuống dưới lại rồi đi xử lý. Trời ơi, quá trời người gánh hàng luôn, gánh hàng trong mây cũng đẹp ha. Công an chuyện làm này có bộ môi trường làm việc tốt, cảnh đẹp quá. Trải nghiệm cáp treo. Vậy là mình đã hoàn thành mục tiêu, đó là đi hết 4 đỉnh Hoa Sơn. Mình khuyên mọi người là đừng có đi đường bộ nha, đi cáp treo đi mới có thời gian mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở trên này. Mình đi được hết 4 đỉnh của Hoa Sơn. Bây giờ từ đỉnh Tây thì sẽ bắt cáp treo đi xuống nha, nó là cáp treo xếp hàng 2 tiếng mới xuống được. Trời ơi. Mang đi điện. Trời ơi. Chứng minh. Hộ chiếu. Nhỏ cái lỗ kìa. Sao luôn, muốn biết màu xanh. Trời ơi, cáp treo mà vô cái lỗ luôn. Trời ơi, cái lỗ. Cáp treo đứng tim quá. Cáp treo đứng tim luôn á. Nhung quéo quá đi kìa.
Ê, nhưng mà không khí ảm đạm này còn đứng tim hơn nữa. Ôi, nó hiu vậy. Ôi ơi. Trời ơi, đã quá. Đi vô rừng, đi vô hóc không mà trời, gấp treo ghê thiệt á. Ra thằng lon luôn. Gấp treo coi kỳ quan luôn á trời. Ôi á. Kìa, kìa luôn kìa. Ở cái bách ở dưới kìa, thì ghê thiệt á, sâu kìa. Trời ơi, trùng trùng điệp điệp luôn á. Ê, cái này mà đi sớm hơn xíu là đẹp luôn đó. Đẹp hơn xíu. Sao đẹp? Trời tối quá. Dạ, không theo nè. Wow, ồ, cái núi kìa. Trời ơi, ghê luôn. Cảnh xếp hàng đi xuống nè. Quá trời chen chúc rồi. Giá vé đi xuống mắc lên, giá vé đi lên nữa. Đi lên chỉ có 80 mà giá vé đi xuống 140 tại. Kỳ á. Trời, một tiếng cáp treo rất là đáng đi nha, rất là tuyệt vời. Ôi, nhớ nha, cáp tay, cáp treo đi xuống bên phía tây. Quá trời ảo diệu rồi. Rất là dài đi, rất là đã. Đây là thứ hai rồi mà vẫn thấy bất ngờ này tới bất ngờ kia. Bây giờ xuống đây bắt xe buýt đi ra ngoài nữa. Từ đây ra ngoài là khoảng 25 cây số nữa.